Con thấy nó đang cố tình tiếp cận mọi người thì đúng hơn á. Thiệt tình. Ba, con không thể chịu đựng thêm nữa đâu ba. Ba mau đuổi má con nó ra khỏi nhà này đi. Ba muốn người làm, con sẽ đưa người về đây cho ba chọn. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn vô nhà mình mà còn không được mà ba. Con nói con không thể chịu đựng nổi con bé đó sao? Dạ đúng. Cái thứ ngu ngốc hồ đồ đó con nhìn thấy là gai mắt rồi. Trái lại, ba thấy con bé đó đang phải chịu đựng con. Ba, con đừng tưởng là ba không biết việc xảy ra lúc nãy là do con giở trò. Đúng, là do con giở trò đó. Con không có chối với ba. Con chỉ muốn tống nó ra khỏi nhà này thôi. Con nói người ta ngu ngốc hồ đồ, nhưng trong mắt ba, đứa hồ đồ ngu ngốc chính là con đó Đức Tiến à. Ba à, con có phải là con của ba không vậy? Sao ba có thể coi thường con hơn một đứa ở đợ vậy ba? Tiến, dĩ nhiên con là con của ba, cho nên ba rất buồn lòng khi con có những hành động trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn. Ba thấy con cần phải học hỏi con bé nó nhiều hơn nữa. Ba... Tiến, mình à, sao mình lại... Mình không thể tiếp tục luôn chiều nó được nữa. Phải chỉ cho nó thấy cái sai của nó mình à. Bà mụ ơi, bà mụ. Vậy là tốt đó. Cứ ngoan ngoãn như vậy tới cuối đời nghe không? Sao? Giờ em yên tâm chưa? Ừ. Ngồi đi em. Đây nè, chị đã vẽ sẵn mẫu đơn giản để cho em tập theo đó. Bây giờ chị chỉ em cách lồng vô khung nha. Em nhìn chị rồi làm theo nè. Dạ. Ờ, đúng rồi đó em. Em kéo phần dải để cho dải trong khung căng lên thì mình mới theo đẹp được. Khó quá chị. Ủa chị, chị thêu làm gì mà lớn quá vậy? Chị thêu cặp gối cưới. Gối cưới của chị? À đúng rồi, cái chuyện mà anh nhờ em nói với ông chủ Lâm cho anh làm bao tá sao rồi? Ông không chịu. Thiệt, cả hai vợ chồng đều nói là họ không có muốn trồng thêm ách vô cổ tá điền. Khốn nạn thiệt. Từ nay anh cũng bớt quạnh quẹ tá điền chút đi. Ông Lâm ổng nhắc khéo vậy đó. Cái gì? Ông nói như vậy thiệt hả? Ừ. Ông nói là ông biết nhiều việc làm không đúng của anh, nhưng vị tình nên mới làm ngơ. Từ nay làm ơn làm gì cũng phải cho khéo khéo một chút, ăn dụng cũng phải biết chùi mép cho nó sạch. Mẹ kiếp. Ừ. Hay là anh lãnh ruộng về làm đi. Ông hứa sẽ chiếu cố. Có khi ông lấy địa tô thấp hơn so với người khác đó. Em biểu anh đi làm ruộng dẹp đi, không đời nào. À được, cũng lý hay. Anh lại có ý đồ gì hả? Ý đồ gì thì từ từ em sẽ biết. Anh đã quyết định rồi, bắt đầu từ mùa vụ tới anh sẽ trở thành nông dân. Chị với anh ấy có hôn ước lâu rồi,
Nhưng vì ảnh sang Pháp du học mấy năm, cho nên tụi chị chưa có làm đám cưới. Giờ thì ảnh học xong rồi, chỉ chờ lấy đủ giấy tờ. Chắc vài ba tháng nữa là ảnh về tới. Chắc khoảng cuối năm là tụi chị cưới. Thích quá à. Chị, em chúc mừng chị nghe. Vậy thì em phải ráng chăm chỉ học. Nhất định em phải thêu tặng chị trước khi mà chị về nhà chồng. Chị ơi, em có thêu không đẹp, chị đừng có chê em nha. Em tặng chị á là quý lắm rồi, chị không có chê đâu. Nhưng mà chị tin là em sẽ thêu rất là đẹp. Mà chị, chồng tương lai của chị học cái gì mà phải đi xa dữ vậy? Ảnh học bác sĩ. Ồ, em biết rồi. Là mấy cái ông doctor ở trong nhà thương phải không chị? Ừ, đúng. Nhưng anh ấy không phải là doctor trị bệnh, mà là doctor thẩm mỹ. Chị, hả? Nếu như mà mấy người bị thương như má của em á, thì doctor có thể làm mất thẹo, trở lại như xưa được không chị? Chị cũng không có rành. Khi nào anh ấy về á, nhất định chị sẽ hỏi rồi nói lại cho em biết nghe. Bích, Bích, em sao vậy? Em đang nghĩ, giá như mà có một phép màu nào đó có thể giúp cho gương mặt của má em trở lại như xưa, cho dù bắt em có phải đánh đổi bất cứ điều gì, em cũng chấp nhận. Em thiệt là hiếu thảo. Vì lụa mà biết được chắc là sẽ vui lắm. Ba má chị thường nói, ở trên đời bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả những chuyện tưởng như thần kỳ. Cho nên em có quyền hy vọng. Chị, mấy lúc mà em ngồi một mình, em tưởng tượng sau này mà em lớn lên á, nhờ siêng năng làm việc mà em kiếm thật là nhiều tiền để lo cho má em, rồi má em sẽ trở lại xinh đẹp như ngày trước. Em ước làm sao á hả? Em sẽ cùng với má em ở trong một ngôi nhà to thiệt là to, đẹp ơi là đẹp luôn. Tưởng tượng vậy thôi mà tự nhiên em thấy vui á chị. Em đúng là người lạc quan đó. Chứ chị biểu trong hoàn cảnh của em mà tối ngày cứ buồn phiền thì sống sao nổi. Thảo ơi, nhìn hai đứa nhỏ tôi lại càng nhớ em da diết. Giá như mà Đức Tiến cũng gần gũi với Ngọc Thủy thì tốt biết mấy, phải không em? Dì. Dì để đó đi, lát nữa con làm cho. Dì khỏe mà, dì quen rồi con. Ngọc Bích. Dạ. Dạ. Mày đưa bàn ủi cho má mày, kêu ủi đồ cho cậu đi. Rồi mày đi ra hái mấy trái dừa cho tao uống, tao khát nước quá. Dạ, để lát nữa con ủi đồ xong con hái được không bà? Mày đợi tới khi nào tao hết khát rồi mày mới hái hả? Đúng không? Dạ dạ cô quản gia, để tôi nói nó cho. Con nghe lời cô đi, còn bàn ủi này để má làm cho. Nhưng mà... Má làm được mà, con nghe lời cô quản gia đi. Nè, phải lựa cho kỹ nghe chưa? Nhớ, non quá thì nó chua, còn già quá thì tao không thích đó. Dạ. Có
phải là bà không? Sao bà còn chưa chịu ló cái đuôi chồn của bà ra hả? Con à, cho tôi coi với. Ừ nè. Ê. À, mặt bích dính sình kìa, để tôi chùi cho. À, chết, tay tôi cũng dính sình. Thôi được rồi, không sao đâu. Hồi trước á, ngày nào tôi cũng đi bắt cá hết. Còn tôi bắt cá cũng dở lắm, sáng giờ bắt được có mấy con à. Trời, như vậy là nhiều lắm rồi đó. Ủa, Bích ra vườn làm gì vậy? Ờ quên, tôi phải đi hái dừa cho bà quản gia nữa. Tôi đi nghe. Ê, để tôi thọt cho, mấy vụ này tôi rành dữ lắm. Tôi cũng làm được vậy. Thôi, sẵn có tôi ở đây tôi thọt giùm cho. Mà Ngọc Bích muốn thọt dừa khô để làm mứt hay là uống nước? Trời, anh rành dữ vậy. Bà quản gia kêu tôi hái dừa để uống nước. Thôi được rồi, đi theo tôi. Ừ. Đi. Đang ủi đồ hả? Dạ. Ủi luôn cái này cho tôi. Dạ cô. À, hồi nãy á, Ngọc Bích nó nấu gì ở dưới bếp đó, coi chừng khét nha. Vậy hả cô? Vậy để tôi xuống coi. Đâu không biết nữa. Nước bồ kết của đâu cho bà chủ? Tôi đang nấu đó. Ủa chị nấu hả? Ờ tôi đang nấu. Có chuyện gì chị lụa? Ủa sao cô quản gia nói là sai con Ngọc Bích nấu? Cô quản gia? Lạ à nghe. Hồi nãy tôi bắt nước lên á, cổ còn dặn tôi bỏ bông mửa vô để quên đó. Thôi chết tôi rồi. Của tôi ủi xong chưa? Dạ cô, tôi ủi cái áo này xong là ủi áo cho cô liền. Ừ, đây để tôi máng lên cho. Rồi ủi cái áo kia giùm tôi đi. Dạ cảm ơn cô.
Trời ơi, cái thằng này nó mau lớn ghê luôn đó. Quần áo riết rồi ngắn hết trơn rồi à. Kiểu này là phải mai thêm đồ cho ổng rồi nè. Trời ơi, bà Lụa. Dạ. Bà làm ăn cái kiểu gì đây? Hả? Bà nói đi. Dạ cô ơi, cái này tôi không có. Dạ tôi không có làm. Cái gì? Nè, bằng chứng rành rành ra như vậy mà bà còn già hàm cãi chối hả? Dạ. Đây nè, bà cầm đi. Cô quản gia ơi, tôi không có làm thiệt. Nãy giờ tôi ủi cẩn thận dữ lắm, tôi không có làm mà cô. Tôi hỏi bà, trước khi ủi, bà có thấy cái áo nó bị như vậy không? Dạ không. Đó, rõ ràng là như vậy rồi, còn chối cãi nữa không? Cô ơi, thiệt tình tôi không có làm thiệt mà. Từ nãy giờ, chỉ có một mình tôi với bà là ra vô căn phòng này. Bà không làm, chẳng lẽ là tôi làm? Nè, lỡ rồi thì thôi đi. Bà còn muốn đổ tội cho người khác nữa hả? Bà ghê gớm thiệt. Bà muốn đổ tội cho tôi chứ gì? Dạ không có cô. Nè, bà nhìn đi. Dạ cô. Bây giờ bà có nhận không? Dạ cô ơi, dạ tôi làm, dạ tôi nhận, dạ tôi làm, dạ. Chịu nhận tội rồi sao? Tội làm hư cái áo, có thể bỏ qua. Nhưng cái tội già hàm mà còn chối cãi, tôi sẽ trừng trị. Để tôi coi, tôi sẽ trừng trị bà như thế nào. Đưa tay bà đây. Dạ cô ơi, dạ cô tha cho tôi đi cô. Bây giờ sao? Bà muốn đưa tay hay là đưa cái mặt ra? Dạ cô. Đưa tay đây. Dạ. Ừ? Dạ. Chưa, nghe chưa? Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu như còn lần sau thì đừng có trách tôi. Còn cái áo đó, tôi cho bà luôn, bà muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ trừ vào tiền công của bà. Sao vậy? Cô nha. Đâu, đưa tôi coi. Cô đưa đây. Để tôi thổi cho. Ê Tiến, cô chim nè. Bắt không? Nè. Giữa ban ngày ban mặt mà tụi mày dám giở trò mày mở cà đồng ở đây hả? Không biết xấu hổ hả? Ê, đừng có nghĩ mình là cậu chủ, rồi muốn nói gì nói, muốn làm gì làm nha. Cấm đi. Cô đừng có quên, cô là con ở của nhà tôi, người làm chủ cho tôi. Không thích con ở của mình đi cười cười nói nói với các thằng khác. Cậu chủ, cậu nói tôi sao cũng được, nhưng tôi xin cậu đừng xúc phạm cậu Bích. Tụi tôi hoàn toàn trong sáng nha, không có gì mờ ám hết. Ừ, bệnh nhau quá ha. Trong sáng hả? Cười nói ôm ấp nhau giữa ban ngày ban mặt mà gọi là trong sáng hả mày? Những gì cậu vừa thấy á, cậu biết là không phải như vậy mà. Ừ, dĩ nhiên tôi biết là không phải đó. Vậy tại sao cậu còn cố tình đổ tội cho tụi tôi? Vì tôi học từ cô. Không phải cô cũng chỉ nhìn thấy rồi áp đặt người khác mặc kệ người ta nói gì hả? Khỏi cần giải thích dông dài. Trước tiên ta phải trừng trị mày vì cái tội bước chân vô đất nhà tao, sau đó là tằng tiệu với con ở nhà tao. Nè, cậu làm gì vậy? Để ra. Không, tao đánh mày không đau hả? Chắc tao đánh không đủ sức. Nam, mày đánh nói cho tao, đánh mạnh lên. Thôi, tao không khoái mấy vụ này đâu mày ơi. Thằng chết nhất, nó không dám đánh mày
tao sẽ đánh cho mày chết. Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Cô! Chị nói thiệt cho tôi biết đi. Có phải á, cô quản gia làm không? Không phải, là tại vì tôi sơ ý nên mới bị phỏng vậy thôi. Chị đừng có giấu tôi. Chị thuận tay mặt, nếu mà lỡ tay á thì bị thương tay trái chứ. Có phải lúc cô quản gia lừa chị xuống thôi, đây? Thôi. Trời ơi, muốn mang họa vô thân hả? Trời ơi, tôi biết ngay mà. Thôi. Nè, đừng có nói cho con Ngọc Bích hay nha. Thì sao phải giấu nó? Tôi sợ nó biết như vậy rồi nó đau lòng, hiểu không? Mà nghĩ cũng lạ nha. Đành rằng từ nào giờ cô quản gia luôn khắt khe, khó chịu với người ăn kẻ ở trong nhà, nhưng cũng đâu tới nước này. Chị quên rồi hả? Ngay từ cái bữa đầu má con tôi bước chân vô nhà thôi là cô quản gia cổ đã khó chịu ra mặt về cổ ghê sợ cái mặt của tôi. Ờ hé, có lẽ cổ cố tình dồn ép để hai má con chị phải bỏ đi đó. Đức Tiên ơi, dù có cực nhục tới đâu má cũng ráng chịu đựng. Chỉ cần má được ở bên con, chỉ cần con gái của má được ở trong nhà của nó, má chịu được hết các con ơi. Tôi biết là cậu muốn trả thù tôi, chỉ kiếm chuyện với tôi nè, đừng có kiếm chuyện với anh Tâm nữa. Anh hùng lắm, cô chịu đòn thay cho nó đúng không? Tránh ra! Ngọc Bích! Sao? Muốn đánh tôi chứ gì? Đánh đi! Đánh cho thỏa lòng cậu đi! Dù sao tôi cũng quen chịu đòn từ nhỏ rồi. Cô! Đánh cô hả? Tôi không muốn đánh. Cầm! Cậu muốn gì? Tôi sẽ đứng yên một chỗ, cho cô bắn 5 phát. Chỉ cần trúng 3 phát thôi, tôi sẽ tha cho nó. Làm được không? Cầm đi! Nhắm bắn được không? Không bắn được chứ gì? Đừng có xin xỏ vô ích cho nó nữa. Không biết thì tránh qua một bên, để tôi trừng trị nó. Chỉ cần bắn 5 phát trúng 3 phát. Nhưng nếu mà tôi bắn trúng hết 5 phát thì sao? Nam, mày có nghe nó nói gì không? Nó tưởng dễ bắn trúng tao lắm. Bắn trúng một lúc 5 phát. Cô thua chắc rồi. Đồ điên. Tôi hỏi lại lần nữa, nếu tôi bắn trúng 5 phát thì cậu tính làm sao? Được, nếu cô bắn trúng tôi 5 phát, cô muốn cái gì tôi cũng đồng ý hết. Cậu nói thì phải giữ lời đó nghe. Đương nhiên, tôi lấy danh dự của mình ra bảo đảm nè. Cầm đi. Được, tôi sẽ làm trọng tài. Nè, đàn của cô nè. Ngọc Bích, cô bắn nát thun bao giờ chưa? Hay là để tôi bắn cho? Anh đừng có lo. Sao? Bắn được không? Ráng bình tĩnh nhắm bắn cho chúng nha. Dương cho căng lên. Có đủ sức dương lên không vậy? Hả? Tôi bắn đó nghe. Rồi, bắn đi. Bắn đi. À, à, trúng rồi, trúng rồi. Nè, mày có sao không vậy? Đừng có y y chứ. Nó gặp bài thôi, không có lần thứ hai đâu. Bắn tiếp đi. Vậy thì tôi bắn tiếp nghe. Tôi bắn đó, cẩn thận đó. À,
Mày có sao không? Đúng rồi. Trúng nữa rồi. Mày có sao không Tiến? Không sao. Cái này tao sơ ý. Còn tới 3 phát nữa là tao không tin nó bắn trúng tao nữa. Có sao không? Bắn tiếp đi. Tôi bắn nữa đó nghe. Cậu cẩn thận đó. Bỏ đi. Tôi bắn thiệt đó nghe. Cậu cẩn thận đó. Trúng nữa. Quá. Mà có đau quá không? Có sao không? Tôi bắn nữa nghe. Bỏ đi. Tôi bắn tiếp nha. Bốn phát rồi nha. Trời, sao nó bắn trúng hoài vậy? Còn một viên cuối cùng. Mày không chịu nổi nữa đâu. Còn một viên cuối kìa. Cẩn thận đó nghe. Tôi bắn tiếp đó. Để nhanh lên. Đừng để cho bắn trúng. Đúng rồi. Trúng nữa hả? Trời ơi, vậy là thua rồi. Đáng đời. Mình thắng rồi, thắng rồi. Sao giờ? Trời đất ơi. Bết bết. Bết bết. Bết bết. Bết. Con gái lớn rồi mà dịu dàng thùy mị chút. Làm gì vẫy tê tê vậy? Nè. Dạ. Có chuyện gì mà chịu giờ má thấy con vui dữ vậy? Cười hoài hả? Má còn mới dập cho cậu ta một vú. Thiệt là đã gì đâu á. Trời ơi. À? Con đập ai? Thì là cậu chủ Đức Tiến đó má. Trời đất ơi, sao con dám đánh cậu chủ? Con không hề đánh cậu. Ờ. Mà là con chơi cậu ta một vú. Còn đau hơn cái đánh nữa đó má. Thiệt là đáng đời cái tội là phách. Tức thiệt. Tao vậy mà thuộc một con ở đợ. Không biết giấu cái mặt vô đâu. Cũng không trách mày được. Tao không ngờ nó bắn hay vậy chứ. 5 phát trúng 5 phát. Ghê thiệt. Ê, mày đừng có nói với tao là nó gặp may nha. Càng lúc tao càng thấy con ở đợi nhà mày rất là thú vị đó. Gì? Thú vị về cái thứ đó? Mày, mày không thấy nó khác mấy đứa con gái trong làng này sao? Nhất là ánh mắt lúc nó nhìn mày á. Thật không giống con ở chút xíu nào. Không hề có chút sợ hãi nào trong ánh mắt của nó hết. Mà rất là phong độ. Có gì lạ đâu. Tại nó biết ba má tao với chị hai tao chống lưng cho nó, cho nên nó mới dám vậy. Ừ, cũng đúng. Nhưng mà cũng không đúng nữa. Thằng này, nói chuyện gì quầy vốn vậy mày? Tao đang bực mình nha. Cuối cùng ý mày làm sao? Ờ thì tao đang nghĩ là cho dù ba má mày, chị hai của mày có thương nó đi chăng nữa, nhưng nó vẫn là con ở đợ. Mày vẫn cứ là cậu chủ của nó. Làm gì có chuyện mọi người coi trọng nó hơn mày được. Bởi vậy, việc nó không sợ mày là vì nó có khí phách riêng, chứ đâu có dựa vào ai đâu. Mà tao cũng không ngờ nhỏ đó nó bắn giỏi thiệt mày. Nếu là tao nè, trong 3 phát chưa chắc gì tao trúng 3 phát đâu. Đằng này nó lại tự tin ngay từ đầu. Thì tao cũng đâu có ngờ đâu. Nè, từ nay cậu chủ là phải cảnh giác nghe. Không có coi thường con ở được đâu á nha. Đây, đỡ đau chưa? Hết rồi. Ba cái này mà làm khó được tao. Hả? Con bắn vô chân cậu chủ 5 phát. Dạ.
Trời ơi, trời ơi, má cũng biết là con bắn siêu cỡ nào rồi mà. Trời ơi, rồi cậu chủ có bị làm sao không? Hả? Có sao không? Má làm gì mà lo cho cậu chủ dữ vậy? Thì má sợ con gây ra chuyện rồi ông bà chủ phiền lòng, mà cậu cũng không để yên cho con đâu đó. Má yên tâm đi, cậu ta có đau á thì cũng chỉ đau một chút xíu thôi. Với lại cậu ta đã hứa với con rồi. Hứa gì? Vì thua con, cậu ta bắt buộc phải hứa với con từ nay về sau không được kiếm chuyện với con nữa. Mà sao con bắn trúng được cả 5 phát vậy? Hả? Không lẽ... Nè nè, con đi ngủ đây. Bích, Bích, có phải lâu nay con vẫn lén má chơi cái dạng thun đúng không? Đúng không? Trời đất ơi, Ngọc Bích, nè, đưa đây cho má. Đưa đây cho má. Má, nghe không? Đưa đây. Đây. Má đã dặn bao nhiêu lần rồi là không được chơi cái này. Sao con không nghe lời vậy? Con có chơi đâu. Con cãi nữa hả? Con nói thiệt mà. Má biết không, cái vàng ná này nè, nó giúp cho con nhiều lắm á. Bắn cá nè, bắn chim nè, có trái cây nữa. À, có mấy lần á, tụi du côn ghẹo con bắn nó luôn. Con thấy nó có lợi như vậy, sao má không cho con xài? Cho dù nó có lợi, má cũng không cho con xài cái này. Cái gì kỳ vậy má? Không có gì kỳ hết á. Con nên nhớ con là con gái, cái này không phải là đồ chơi dành cho con gái, biết chưa? Nghe không? Bích à, má xin lỗi, má không thể nuôi dạy con một cách đàng hoàng. Con gái của má ngày ngày phải lặn hộp dưới sông, mò cua bắt cá, dầm mưa dãi nắng, làm mướn làm thuê. Má không thể cho con học nấu ăn theo thùa may vá như con người ta. Bích à, má, điều duy nhất má có thể làm cho con là chống lại tía con cho con đi học chữ. Má muốn sau này khi con về sống trong gia đình gia giáo, con sẽ không thấy tủi thân, không bỡ ngỡ, con sẽ dễ dàng chung sống với người ta. Con hiểu chưa? Trời ơi, má, má nhìn con đi. Má tin là sau này con vậy nè, mà có cậu ấm, con nhà giàu, cưới con làm vợ luôn sao? Má tin chứ. Con của má xinh đẹp, hiếu thảo, giỏi giang, nhất định ông trời không thể nào bắt con cả đời chịu thiệt thòi được. Cho nên con phải hứa với má, từ rày sắp tới phải ra dáng một cô gái đàng hoàng nè. Từ rày sắp tới con phải ra dáng một cô gái đàng hoàng, thùy mị, không có được đụng vô mấy cái thứ này nữa, nghe chưa? Nghe không vậy? Hả? Nghe không? Hứa với má một tiếng coi. Con hứa. Lâu nay con vẫn lén má xài thứ đó đúng không? Mà con chỉ xài khi con ở một mình thôi. Một mình cũng không được. Nhưng mà má yên tâm đi, không có ai thấy đâu. Một mình con má cũng không muốn nha. Không được chơi cái vàng thun đó nữa. Cái vàng thun đâu? Má, nhanh. Trời đất ơi, đưa đây. Đưa đây. Cái này cũng tốn nhiều công sức lắm á má. Má không cần biết. Đi ngủ đi.
Đức Tiến, chân con bị làm sao vậy? Dạ, con bị té trật chân tí thôi ba, không sao đâu ba. Để ba coi. Ba, con là con trai mà, mấy cái chuyện này đâu có đáng để ba quan tâm đâu. Ừ, cũng đúng. Nếu con muốn ba không lo, thì con phải nói với dì hai, lấy rượu thuốc xoa bóp cho con. Nghe chưa? Dạ, con biết rồi ba. Dì Tám. Dạ, cậu kêu tôi. Dì hai tôi đâu rồi? Dạ, cô quản gia mới ở đây, chắc cổ ra ngoài giường có chuyện gì đó. Để tôi chạy ra kêu cổ cho cậu nghe. Thôi khỏi đi, dì lấy rượu thuốc bóp chân cho tôi coi, đau quá à. Cậu chờ tôi chút. Nhanh lên. Ê, dạ. Để tôi bóp chân cho cậu. Chị Tám à. Dạ. Lên tôi nhờ một chút. Dạ. Ba tôi kêu thì chị đi lên đi. Nhưng biểu đi thì đi đi. Dạ cậu chủ. Vậy giờ tôi kêu chị Lụa làm thế tôi nghe. Ừ. Dạ. Chị Lụa. Dạ. Chị xoa bóp chân cậu chủ giùm tôi nghe. Tôi lên nhà trên coi ông chủ kêu tôi có chuyện gì. Dạ nhưng mà biểu làm thì làm đi, nhưng cái gì? Dạ. Chị làm nha, tôi đi như cậu chủ. Nhờ lên. Dạ cậu. Nhanh lên coi. Dạ dạ. Cậu đau chỗ nào? Bộ đuôi sao không thấy? Đây nè. Dạ dạ. Đây là lần thứ hai trong đời má được chạm vào con. Má vui lắm. Má hạnh phúc lắm con ơi. Con trai của má. Mà làm gì vậy? Cái bóp bà không bóp bà rỡ gì vậy? Dạ dạ xin lỗi cậu chủ. Dạ. Cái bà đi. Bà bóp mạnh vậy cái chân tôi sao? Dạ dạ xin lỗi cậu chủ. Dạ, dạ. Tiến ơi con đâu rồi? Tiến ơi con đừng có giỡn với gì nha. Con ra đây đi. Dì không có giỡn đâu. Trời ơi đừng có ghẹo gì, dì sợ mà. Tiến ơi. Trời con Bích, mày làm cái gì ở đây vậy? Nửa đêm nửa hôm mày ăn bận cái kiểu gì kỳ vậy? Hai không nhận ra em hả? Em là Thảo mà. Đức Tiến ơi, con đâu rồi Tiến ơi? Đức Tiến à. Tiến ơi con đâu rồi? Tiến ơi con đừng có giỡn với gì nha. Con ra đây đi. Dì không có giỡn đâu. Trời ơi đừng có ghẹo gì, dì sợ mà. Tiến ơi. Trời con Bích, mày làm cái gì ở đây vậy? Nửa đêm nửa hôm mày ăn bận cái kiểu gì kỳ vậy? Hai không nhận ra em hả? Em là Thảo mà.
Không phải. Không phải. Má làm cái gì ở đây? Má dẫn nó về đây đúng không? Má dẫn nó về đây làm cái gì? Trang, nó là em của con mà. Sao con đối xử tệ với em nó vậy? Nó không phải là em của tôi. Tôi với nó không máu mủ ruột ra gì hết. Cho dù là vậy, nhưng hai đứa vẫn cùng nhau lớn lên chung một mái nhà. Sao con có thể hại chết em con vậy Trang? Lúc còn sống thì má luôn binh vực nó. Bây giờ má chết rồi má vẫn không thay đổi. Con mới là con của má nè. Đám dỗ của má mỗi năm con làm nè. Trả lại công bằng cho em nó đi Trang. Nghe lời má đi. Tôi làm gì mà má bắt tôi phải trả lại công bằng cho nó? Con giết nó, con bỏ mất nấm ruột của nó. Ác nhân lắm con ơi. Má có bằng chứng gì không? Hả? Hai. Hai ơi, cho em ẵm con của em đi hai. Em còn chưa kịp ẵm nó nữa đó. Con gái của em đâu rồi hai? Con gái em mà hai. Trả con cho em đi hai. Tao không biết. Mày đừng có hỏi tao. Đi đi. Con gái của em đâu hai? Mày đi đi. Hai ơi, trả con gái của em đi hai. Các người muốn làm gì? Đi đi. Con gái của em đâu? Tôi không sợ các người đâu. Đi. Trả con gái lại cho em đi hai. Đi đi. Trả con đi. Em đi hai. Trả đi, đi. Con cho em đi. Đi đi. Đi đi. Hai ơi. Đi. 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 Chị. Là gì? Là con là gì? Chị sao vậy? Được chị. Là con hả? Dạ. Chị ơi, chị tỉnh chưa vậy? Đi qua đây ngồi đi chị. Gì? Uống miếng nước đi chị. Dì chim bao thấy cái gì mà dì la ghê vậy chị? Dì cũng không nhớ nữa. Dì, dì chim bao thấy người ta đòi mạng dì hay sao mà nó mặt của dì kinh hoàng dữ vậy? Mạng gì mà đòi? Dì đã nói là dì quên rồi mà. Dạ, mà làm gì mà dì giận dữ vậy? Hai dì, đây còn quạt cái dì mát nha. Tiếng nè. Dạ. Sao con hứa với dì là sau một tuần má con nhỏ đó sẽ tự cuốn gói đi. Vậy mà tới hôm nay đã bao nhiêu ngày rồi hả con? Sao con không chịu làm gì hết vậy? Dì nói thiệt, từ ngày có bà già mặt quỷ đó ở trong nhà là ngày nào dì cũng chiêm bao thấy toàn là ma với quỷ thôi. Bản mặt của bà ám gì rồi? Con còn không đuổi bà đi là dì chết đó. Đâu phải con không làm gì đâu dì. Con làm đủ mọi cách rồi. Sỉ nhục nó nè, kiếm chuyện với nó, gây khó dễ cho nó nữa. Thậm chí con còn nói ba con đuổi má con nó đi nữa kìa. Nhưng mà thất bại hết rồi dì ơi. Dì biểu con phải làm gì giờ? Vậy con tiếp tục gây sự với nó đi. Con tiếp tục đánh đập nó. Hay là con cưỡng hiếp nó đi. Vậy sao dì xúi con làm chuyện đòi bại đó vậy? Thì dì chỉ nói cho hả dạ thôi. Mặc dù con rất là ghét nó, nhưng mà con không thể nào đánh con gái được. Với lại con không thể nào làm cái chuyện như dì xúi được đâu. Vậy thì mỗi ngày con đều kiếm chuyện, đều mắng mỏ, sỉ nhục nó. Nó chịu không nổi, nó cũng đi à. Xin lỗi dì, bây giờ cả tới chuyện đó con cũng không làm được nữa luôn. Tại sao? Giỏi. Đây. Con đẹp trai. Con đẹp trai. Giỏi quá. Con đẹp trai. Con đẹp trai.
Sao em không dạy nó nói là em tí đẹp trai? Thì em chưa đẹp trai. Chừng nào em lớn bằng anh á, đẹp bằng anh rồi em dạy nó. Bích ơi. Dạ. Lấy giùm má cái rổ. Nè má. Ôi. Má bị sao vậy má? Má không có sao hết. Má lỡ tay đụng trúng. Má đụng cái gì? Hôm qua má nấu cơm, má sơ ý đụng trúng cái nồi cơm nóng á. Má đừng có gạt con. Vết bỏng này đâu phải là má sơ ý đâu. Là ai làm vậy má? Không có ai hết á, má tự làm mà. Để con lấy thuốc bôi cho má. Trời đất ơi, Tiến ơi là Tiến. Khi không sao con lại hứa cái chuyện là không ăn hiếp nó nữa là sao? Nhưng mà thôi đi. Quan trọng gì cái lời hứa. Con là cậu chủ, con muốn làm gì thì làm. Nó dám bắt bẻ con sao? Con cũng có sĩ diện riêng của con mà gì. Thôi thì kệ nó đi. Chị không muốn thấy mặt bà đó nữa. Chị kêu bà tránh xa gì đó. Con nhất định giữ lời hứa với con nhỏ đó đúng không? Phải chịu thôi. Ai kêu con hứa với nó làm chi? Không sao, vì có cách. Cách gì? Vì nhận ra một điều, cả hai má con nó đều rất cứng đầu, lì lợm, và đặc biệt rất thương nhau. Cho dù bị hành hạ cỡ nào cũng không muốn người kia đau lòng. Cho nên dì đã nghĩ ra một cách. Bây giờ con cứ giữ tròn lời hứa của con. Con không ức hiếp nó, nhưng con chuyển qua ức hiếp má nó. Còn dì, dì sẽ hành hạ con nhỏ đó trước mặt má nó. Làm như vậy, dì tin rằng má con nó sẽ còn đau khổ nhiều hơn. Thôi đi dì ơi, con không muốn ức hiếp người lớn tuổi đâu. Trời ơi, con không thương dì hả? Dì không thể nào sống chung một nhà với cái bà đó được. Tiến ơi, con giúp dì nghe con. Dì ơi, con cũng thương dì lắm chứ, nhưng mà con... Nhân nhị cái gì? Con giúp dì nghe. Trời ơi, ngày nào mà bà còn đây là dì cứ chiêm bao gặp ác mộng đó. Đi con. Đức Tiến. Được rồi, dì muốn thì con chịu vậy. Chứ biết sao giờ. Dì cảm ơn con. Mình có điều gì lo lắng hả? Nghĩ tới thằng Tiến là tôi lại thấy phiền lòng. Nó cứ lông bông như vậy, làm sao tôi có thể yên tâm mà giao sự nghiệp này lại cho nó chứ? Tính nó vẫn còn trẻ con lắm mình à. Mình đừng có phiền giận quá. Mình biểu tôi không phiền sao đặng? Nó 16 tuổi đầu rồi mà chưa làm được chuyện gì ra hồn hết. Học hành thì cũng lôi thôi lết hết. Nó là đứa thông minh sáng dạ. Chỉ cần nó chuyên tâm học hành thì nó không có thua ai hết mình à. Đó, tôi phiền là phiền cái chỗ đó đó.
phải chi nó khờ khạo thì tôi đành chịu. Xét kỹ lại đều là lỗi tại em hết đó mình à. Sao lúc nào bà cũng nhận lỗi về mình hết vậy? Nếu từ lúc Đức Tiến còn nhỏ em không sợ mang tiếng là mẹ ghẻ con chồng thì em đã dạy dỗ nó nghiêm khắc hơn rồi. Cũng vì em muốn lo cho bản thân mình mà em đã nuông chiều nó. Thật ra không phải tôi muốn đổ thừa, nhưng xét kỹ lại, người nuông chiều dung dưỡng cho Đức Tiến làm những thói hư tật xấu chính là chị Trang. Thì hồi đó mỗi lần bị phát hiện dung dưỡng cho Đức Tiến làm điều xấu thì chị Trang đều khóc lóc là vì thương cháu mồ côi. Tôi không chịu nổi khi nghe nhắc lại cái chết của em Thảo nên cứ nhắm mắt cho qua. Tôi đã nghĩ kỹ rồi mình à, bây giờ tôi phải chấn chỉnh lại, cho dù muộn còn hơn không. Mình định làm gì? Trước mắt tôi sẽ mời thầy về nhà giải lại cho nó. Kiến thức của nó kém cỏi so với bạn bè, mình có ép nó tới lớp nó cũng không theo kịp ai, rồi càng đâm ra chán nản rồi bỏ học. Em đồng ý với mình. Một khi con nó đã chịu học thì nhận thức của nó sẽ được khai thông, thì chắc chắn nó sẽ thay đổi cách hành xử. Phải không mình? Má con nhỏ này làm mình tức điên lên được. Không thể tiếp tục sống như vậy được nữa. Làm sao? Không thể nào ngồi yên chờ thằng Đức Tiến được, bắt buộc phải ra tay thôi. Cho dù mày có là ai đi nữa, tao cũng phải ra tay thôi. Chị Lụa. Dạ. Chờ tôi với. Dạ, cô quản gia kêu tôi. Bây giờ tôi qua bên làng bên để mua ít tre về cho mấy đứa nhỏ nó sửa cái chòi sau vườn. Chị đi chung với tôi, đặng chị vác tre về phụ tôi nghe. Dạ, dạ cô. Ừ, thôi đi lẹ lẹ đi, ở nhà công chuyện còn đang đăng đê đê. Dạ. Rồi chị Tám. Má con á, biết ông bà chủ thích ăn nấm mối, mới sáng sớm cầm thúng qua làng bên hái rồi. Vậy mà má không cho con theo. Con không có theo được đâu. Bà quản gia lệnh cho con trong buổi sáng nay phải xay hết mớ gạo kia kìa. Vậy con đi xay nha. Con kêu thằng Tửng phụ con nghe. Dạ. Mỏi chân quá à, thôi nghỉ mệt một chút rồi đi tiếp. Dạ, cô quản gia nghỉ. Đi có một chút à, mà sao mồ hôi mồ kê không vậy? Đi rửa mặt, rửa tay, rửa chân đi rồi đi tiếp. Dạ cô.
còn gì phải sợ nữa rồi. Mày được trách tao. Tao đã nhắc nhở nhiều lần rồi. Tại mày không chịu nghe lời tao thì ráng chịu. Thiếu gì nơi để đi. Ai biểu má con mày cứ bám vô nhà này hả? Cho dù mày có là ai thì cũng đừng có trách tao, nghe chưa? Dì Tám, má cũng về chưa? Chưa con. À, đi 2 năm mối từ sớm. Phải về rồi chứ. Lấy cớ đi 2 năm để trốn việc nhà chứ gì. Cái thứ như mấy người tôi còn lạ gì nữa. Dạ, chị lụa siêng năng lắm, không dám trốn việc đâu cô quản gia. Chắc chị ghé đâu có việc á, chút chị về là biết mà. Ông bà chủ hiền lành nhân đức quá. Riết rồi mấy người lờn mặt. Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Tự tung tự tác, không còn biết kiêng nể ai hết. Má con không phải như bà quản gia nghĩ đâu. Đã rõ ràng như vậy rồi mà mày còn ráng cãi hả? Đi 2 nắm mối mà hết cả buổi sáng chưa chịu về. Tao nói như vậy là oan ức cho má mày lắm sao? Có khi má con xảy ra chuyện gì đó không hay. Con xin phép bà quản gia, cho con đi tìm má con. Trời đất ơi. Ê, tao chưa cho phép mày đi mà. Cái nhà này riết rồi loạn hết rồi. Đi làm việc đi. Dạ. Ngọc Bích. Ngọc Bích. Ngọc Bích à. Ủa, có chuyện gì mà chạy vội vàng vậy? Tôi đi kiếm má tôi. Sáng sớm má tôi nói qua làng bên 2 năm, tới giờ chưa thấy về nữa. Tôi qua làng bên hỏi thăm rồi mà không ai thấy má tôi hết á. Hay má Bích có người thân nào ở đây không? Má Bích có khi nào ở quanh đây á? Má bọn tôi đâu có ai thân thích đâu. Tôi lo ổng à. Bích đừng lo lắng quá, chắc không sao đâu. Thôi bây giờ mình chia nhau đi tìm đi. Bích đi tìm hướng này nha. Tôi đi hướng này. Thôi tôi đi hướng này, Bích đi hướng này đi. Tôi đi hướng này. Nó về kìa. Chị hỏi chuyện nó đi. Để tôi. Mày nói cho bà biết đi. Tại sao má mày đi 2 năm mà tới giờ này vẫn chưa về? Hai má con mày tính trốn việc phải không? Bà chủ ơi, con xin bà chủ đừng phiền trách má con. Con biết chắc là đã có chuyện gì xảy ra với má con, chứ không đời nào má con đi đâu mà không xin phép. Thôi thôi được rồi, bà hỏi rõ để sai bầy trẻ đi kiếm má con, chứ đâu có phiền trách gì đâu, con đừng có lo. Dạ con cảm ơn bà. Con đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy. Thiệt tình con sợ lắm bà ơi. Nè con bình tĩnh lại đi con. Con nghĩ kỹ lại coi, má con á có nhắc tới người quen nào ở gần đây không? Dạ không. Má con không có quen biết nhiều. Ngọc Bích, em đừng có lo quá. Sẽ không sao đâu. Chị nhớ hồi nhỏ chị từng té xuống mương, nhưng cuối cùng ba chị cũng tìm ra chị. Không sao đâu em, bình tĩnh đi. Con à, má con có biết bơi không? Dạ. Ngọc Bích, con phải nhớ lời má dặn. Tất cả mọi chuyện về ba má, nếu ai hỏi gì con phải nói ngược lại hết. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Dạ. Má con không biết bơi. Quỷ, mày dẫn tao đi đâu vậy? Sáng giờ mày có nghe nói ai chết trôi không vậy? Thằng khùng, mày hết chuyện giỡn sao tự nhiên mày giỡn ba chuyện này vậy? Nghe ớn mày. Ê, Nam, có phải cái đống đá đang trôi không vậy?
Ừ đúng rồi, cái nón lá kìa. Mày lội xuống lấy lên cho tao đi. Trời, cái tự nhiên bắt tao lội xuống dưới lấy vậy. Thì mà thôi lấy giùm tao đi. Thằng quỷ này chơi gì kỳ vậy? Đó, lấy giùm tao nhanh lên. Lội ra đó đi. Nhanh lên coi, nó đâu mất bây giờ. Nhanh lên. Đem vô đây cho tao. Đưa đây cho tao. Nè, con lá của mày nè. Ê, cậu tao nói với mày. Tao quên. Anh uống nước đi nè. Sao? Có chuyện gì mà em vui tủm tỉm cười vậy? Có chuyện gì đâu. Đừng có giấu. Nhìn là biết rồi. Khai thiệt đi. Sao? Vụ của bà Lụa có dính líu gì tới em không? Làm gì có liên quan tới em chứ. Có thiệt không đó? Anh thấy nghi ngờ lắm mà nghe. Em là người muốn bà ta biến mất khỏi đây mà. Thì đúng là em luôn muốn điều đó, nên em nhờ anh với thằng Tiến giúp đỡ. Nhưng mà cả hai đều chưa làm được gì bả, thì huống hồ gì em. Trời ơi, má con về rồi. Má ơi, nhìn má ơi, má con về rồi. Má ơi. Má có sao không má? Má không sao, không sao. Má không sao thiệt hả? Má không sao đâu mà. Thôi má vô thay đồ đi má. Ê Đức Tiến, mày đâu vậy? Mày bị sao vậy? Mày đi về đi, cảm ơn mày. Nhưng mà mày bị ma nhập sao rồi? Lo thân mình trước đã. Đức Tiến, dì Lụa không sao rồi nè em. Con chỉ giỏi làm lớn chuyện thôi à. Cậu. Con. Vợ, chuyện xảy ra như thế nào? Chị nói cho mọi người biết đi. Dạ, thưa bà. Dạ, lúc tôi đi qua cầu á, tự nhiên tôi say sẩm mặt mày, rồi té xuống sông. Trời, vì không biết bơi mà. Dạ, dạ cũng tại không biết bơi á, cho nên tôi bị uống nước quá chừng. Mà ơn trên độ nghe cô, vừa uống nước no cái tới hồi bất tỉnh cái có người vớt tôi lên. Vừa tỉnh lại một cái là tôi xin về nhà liền. Bà chủ tha lỗi cho tôi nghe. Ôi lại trời, chị được cứu sống như vậy là may mắn lắm rồi, còn lỗi phải cái gì nữa. Con đi pha ly trà gừng cho má con uống đi. Dạ. Thôi, không có gì đâu chị. Dạ, cô quản gia. Tại sao? Dạ, cô quản gia muốn hỏi gì? Bà đừng có giả điên nữa. Tôi hỏi tại sao bà lại không nói sự thật cho mọi người biết. Dạ, tôi cũng đâu có nói dối. Chỉ là tôi không muốn mọi người biết lúc đó cô quản gia cũng có mặt. Mà lỗi cũng tại tôi. Thiệt tình là lúc đó tôi bị chóng mặt rồi té xuống sông. Tôi biết cô quản gia không muốn dính líu nên tôi không có nói.
Bà ta thiệt không biết mình cố ý sao? Cũng phải, lúc đó mình làm y như thiệt còn gì. Cái gì vậy Bích? Cái gì vậy con? Con kéo má ra đây làm cái gì? Má, má nói thiệt cho con biết đi, má gặp chuyện gì đúng không? Thì má có chuyện gì đâu. Má biết bơi, má bơi rất là giỏi nữa. Má gạt con. Má vì gặp tía con á nên phải chạy trốn. Má gặp tía con hả? Ờ. Mà nè, con đừng có lo, má trốn kỹ lắm, tía con không có lần ra má con mình đâu, đừng có lo nghe. Má đó, má có biết con lo sợ lắm không? Bích ơi. Hả? Con vô coi dì Tám kêu cái gì kìa. Đi vô mau đi con. Đi đi. Dạ, để con vô nha má. Giết mình thiệt rồi. Cho dù ra sao, mình cũng phải ở lại đây. Nhất định phải ở lại đây. Anh trả lời cho em biết đi, tại sao phải làm cái chuyện như vậy? Không cần phải hỏi, cứ nghe theo lời của anh đi. Nếu như muốn nắm trọn cái gia sản của căn nhà này trong tay, cái áo đó bà muốn làm gì thì làm đi, tôi sẽ trừ vô tiền công. Cho dù bà quản gia có trừ hết tiền công của má, má cũng vui lòng. Được ôm chiếc áo của con vào lòng như vậy, má thấy ấm lắm. Ấm lắm con ơi. Như là má được ôm con trai của má vậy. Mày là cái thứ đàn bà vô dụng. Cưới mày về bao nhiêu năm, mày có đẻ đặn cho tao được đứa nào không?
phải chi mà mày đẻ cho tao được thằng con trai để nối dõi tông đường thì tao đâu có buồn, tao đâu có mượn rượu giải sầu như vậy. Ông à, tôi có tội với ông nhiều lắm. Rất nhiều lần tôi muốn nói cho ông biết về con trai của mình, nhưng mà tôi không thể. Tha tội cho tôi, nhất định tôi sẽ nghĩ cách để đưa con về lại với ông. Nhất định là vậy. Dì nói dì có chuyện quan trọng muốn nói với con. Dì nói đi. Từ từ, chờ dì một chút. Dì, dì ngó gì vậy? Ba má con với chị hai con đi ra ngoài rồi, dì đừng có lo. Con không có biết cái gì hết á, cảnh giác thì vẫn hơn chứ. Nè, đi qua đây ngồi đi, dì nói chuyện cho nghe. Đi, đứng lên. Cái gì hả dì? Lát nữa ba má con về, con phải xin ba là để cho con phụ giúp kiểm tra sổ sách, nghe không? Hả? Sao tự nhiên bắt con làm đó vậy? Thôi con không làm đâu, mệt lắm. Mệt cũng phải làm. Nhưng mà tại sao? Con đừng có quên, má ruột của con phải hy sinh cả tánh mạng để cái nhà này có người nói giỏi. Cho nên con phải là người thừa kế duy nhất. Nếu như con không coi sóc gì tới sổ sách hết, có khi má con nó tuồn bớt của cải đi, rồi tới lúc đó biết làm sao. Dì nói vẫn chơi hoài. Tuồn là tuồn làm sao? Ruộng đất thì nó nằm ở đó, chứ có phải tiền cắt đâu mà muốn tuồn là tuồn. Trời, thiệt tức cái thằng này ghê á. Sao mà con khờ quá vậy? Bộ con tưởng ba con chỉ có nhiêu đó điền đất thôi đó hả? Đó chỉ là của nổi thôi. Trời ơi, của nổi thì ai cũng biết. Nhưng còn của chìm, của chìm thì sao? Của chìm là gì vậy? Đây nè, mỗi năm á, quê lợi của nhà mình rất lớn. Bây giờ có ăn xài phủ phê cách nào á, cũng không tới một nửa. Giả lại, ba con là người có chừng mực, không bao giờ ba con tiêu xài hoang phí. Thì con nghĩ đi, cái số dôi ra mỗi năm tính từ đó tới nay là bao nhiêu? Còn nữa, đây nè, dì nghe nói chồng tương lai của Ngọc Thủy sắp về nước rồi đó. Rồi á, hai đứa nó sẽ làm đám cưới. Rồi đám cưới xong á là mở cái bệnh viện. Dì nghi ngờ má lớn của con là to nhỏ với ba. Hổng chừng toàn bộ của chìm là sẽ đưa hết cho vợ chồng chị hai con. Không có đâu. Cho dù má với chị hai con có ý đồ đó thì ba con cũng không thể nào đối xử với con như vậy được hết. Trời ơi là trời. Nói con khờ đúng là không sai. Nè, con đừng có quên, ở đời này á, đàn ông khó qua được ải đàn bà. Vì biết là ba con thương con, nhưng nếu như mà má con còn sống thì con cứ việc yên tâm, con nằm gác chân con làm cậu ấm. Nhưng ở đây thì má con chết rồi. Má lớn con á, thì lúc nào cũng kè kè một bên. Dì nói thiệt nghe, mưa dầm thấm lâu. Đó, con coi trong mấy cái vở tuồng á, thì con cũng thấy rồi. Trời ơi, thế mà ông vua ổng thương bà vợ nào á thì ổng đưa con của bà đó lên ngai vàng. Chính vì lẽ đó cho nên ngay từ bây giờ con phải coi sổ sách của ba con. Con phải nắm rõ tài sản của ba con là bao nhiêu. Nhưng mà con đâu có biết cái gì đâu mà đòi coi sổ sách hả dì? Con không phải lo gì hết. Dì đã tính toán hết cho con rồi. Chỉ cần trước mặt ba con cố gắng như là đang học hỏi. Còn mọi chuyện sau đó cậu được sẽ làm giùm con hết. Nè nghe, cậu được giỏi mấy cái chuyện tính toán lắm.
con yên tâm. Được rồi, con sẽ làm theo lời vậy. còn nữa, chưa đâu. Thôi, như đó thôi vậy ơi, con nhức đầu lắm rồi đó. Ráng đi, nhức đầu cũng phải nghe. Trước mặt của má lớn con nhất định phải giữ vững vị thế của mình. Nếu có cơ hội, con phải luôn nhắc nhở cho họ biết con mới chính là người thừa kế. Nghe chưa? Con biết rồi. Coi kìa, mới nói có chút xíu à mà đã mặt nặng mặt nhẹ với tôi rồi. Thôi qua bển đi, nói hết rồi đó. Tôi cũng mong là cậu chủ giữ đúng lời hứa, không gây khó dễ cho Ngọc Bích nữa. Anh đừng có lo, mấy ngày qua cậu chủ không có gây khó dễ gì cho tôi hết á. Nghe vậy tôi mừng lắm. Nói thiệt, bữa đó thấy Ngọc Bích đấu thắng cậu chủ vậy á, tôi hả dạ ghê lắm. Nhưng mà về nhà cả đêm tôi ngủ không được, tôi sợ cậu ấy sẽ kiếm cớ trả thù Ngọc Bích. Anh lo cho tôi giữ vậy sao? Tôi cũng không biết sao tôi lo tới mức đó. Nào giờ tôi là đứa dễ ngủ, hễ đặt lưng xuống là ngáy o o à. Vậy mà đêm hôm đó tôi trằn trọc tới sáng. Tôi thiệt là may mắn khi có anh làm bạn. Có những chuyện buồn bực mà tôi không thể nào nói cho má tôi nghe được, vì sợ má tôi lo buồn. Nhưng mà từ lúc có anh á, lúc nào anh cũng lắng nghe tôi hết. Cho nên mỗi lần mà gặp anh á, tôi thấy nhẹ lòng ghê lắm. Tôi cũng vậy. Tôi rất vui khi được kết bạn với Ngọc Bích. Chỉ tiếc là tôi không làm được gì cho Bích hết. Trời, anh làm cho tôi quá trời chuyện luôn, mà cứ nói là không làm được gì cho tôi hết. À, mà bữa đó Ngọc Bích làm tôi ngạc nhiên dễ sợ luôn á. Sao Bích tài dữ vậy? Anh có muốn học bắn ná không? Tôi dạy cho. Ừ, muốn. Tôi bắn dở ẹc à. Ngọc Bích dạy cho tôi nha. Không được rồi, tôi quên. Má tôi cấm là không được đụng vô vàng ná. Tôi mà đụng vô hả, má tôi không giận mặt tôi luôn á.